Đấy các bạn nghe chưa, nó muốn nhường mình, nó muốn nhường mình. Anh chơi như thế này thì em phải nhường anh thôi. Okay, nghe giọng, nghe giọng. Ván đó thực sự là nếu mà em muốn thắng hết là em phải có quỷ đường em có. Đội hình em mạnh mà. Anh có quỷ thư cũng không làm gì được. Game đấy em là đội hình gì nhở? Đập bóng tối, nhưng mà bóng tối có 3 bóng tối thôi. Đập bóng tối à? Rồi triệu hồi 1 sao mà. Đôi của anh là gì anh còn chả nhớ cơ. Cát, băng, 4 cát, 2 băng đúng không? Không biết mấy băng. 4 cát, 2 băng, 3 cùng chiến, 2 kiếm khách kìa. Chưa tìm được rào ăn leo rank, đã đến rank đâu mà áo với chả áo. Nó còn chưa cân bằng lại mà đến rank nó cân bằng lại phát nữa này. Ừ. Vãi lòng đồng tiền, vãi lòng. Anh em cần chụp, anh em cần gì chụp ảnh gì liên hệ mình ở Hà Nội nhé, vãi nổi. Toát Nguyễn Quân à? Tuát à, Tuát. Tiền thề quảng cáo quá ha. Ủa, anh Hiệp biết hết luôn kìa. Biết cái gì anh biết cái gì anh biết hết nhỉ. Trời ơi đừng nói em ơi, người cưới rồi người ta cái gì cũng biết. Ông nói thế tôi nhòm tôi đéo cái gì. Đáng cái khạc. À toàn level 1. Bài thối chân váy đái nó luôn đấy. Bài cùi bắp thật. Thằng đéo nó tạt. Bài mình cùi thật cho mình cũng khóc. Ủa chung Blamaza 2 Raiden. Má Dana 2 nhà phun đồ. Ui, nó sắp có Talia, nó có thêm 3-4 Talia ở trên bàn, sắp 3 sao rồi kìa. Rồi, Manja 2, xong tí nữa cho Manja 2 cái lửa, cái pháp sư thôi nghỉ. Thôi, tính tiền cho Trung. Trung top 1 100 máu các bạn ơi, top 100 máu. Top 1 100 máu chắc rồi, còn gì nữa. Thế mạnh có 2 con đánh sáng bên ngoài, bắt luôn lên 2 để cắm. Cái này là sự thật mà, cái này sự thật rõ ràng luôn. Còn này Trung top 1 100 máu rồi. Chơi mà chơi thế thì ai chơi hả Trung ơi? Chơi nể nang anh em tí đi. Chơi phải giảm anh tôi vừa thắp 100 máu. Em vừa thắp được 1 round mà anh tôi đã bắt đầu dìm rồi. Giá vờ nhẹ nhẹ anh em chút đi. Hiểu rồi anh Mạnh rồi, em hơi hiểu rồi anh Mạnh một tí rồi, anh Mạnh một tí thôi. Nào anh như nào? Ta là đéo được gì cả đúng không? Anh như nào em nói anh nghe câu là em nói anh nghe. Ôi, vừa Trung bắt 2 con Yasuo kìa, Trung gió, Trung gió. Ôi, con Manja 2 thế kia, chơi cái gì nữa, vay 2 luôn. 100 giọt mà anh muốn kích thằng em ra luôn. Vay 2 luôn à, đang tính chơi vay kiếm khách đấy, đấy, cuối cùng rồi kìa, thua rồi. Không thì Manja 2 kiếm khách đấy. Manja kiếm khách á? Triệu hồi kiếm khách nhá. Triệu hồi kiếm khách nhá. Rồi, Min 2 Pro đánh sáng em ơi. Thôi xong, giáp máu luôn. Giáp máu luôn thôi nghỉ. Chịu cái gì bây giờ, mẹ ra 2 cái đai lưng mẹ chắc muốn đầu này. À là sớt tí giáp máu vút rồng giáp gai chịu. Ăn quả nhổ coi luôn rồi. Trời mày hao tu giết cái con này mẹ là sớt rồi luôn đấy. Giết được tí đến tên gọi là Chara Fire giết được. Chết luôn mẹ rồi giết cái gì nữa. À, tôi cứ để đồ vào đánh sớm vậy. Hiệp 2 Pro đánh sáng em ơi, 2 Pro. Hiệp hôm nay không chơi 2 Pro, yên tâm đi. Rồi bài anh Hiệp thì nói làm gì nữa, bài phải quá rồi. Hiệp 2 Pro ánh sáng anh em nhớ tranh nhá. Trường nha. Cân nhắc lấy bài của anh Hiệp nhá. Hiệp chịu nha. Ai lấy được bài của anh Hiệp thì lấy nhá. Đầy nhiều lắm em ạ, anh nhìn thấy nhiều như là mít rồi này, Việt Thắng này, sáng này, Điểm sáng lại. Ô top 1 top 2, top 1 top 2 đầu. Hai nhà đều bắt hết ánh sáng em ơi. Rồi top Việt Hằng top cuối cũng bắt ánh sáng luôn các bạn ơi. Chúng rồi, sao thở đây? Ai giết được đây? À, gặp con sâu này nó vẫn nổi máu cay vậy. Sao không giết được? Đéo mất nổi máu mà đấm chết luôn rồi chứ không? Sao không giết được hả em? Không giết được đấy. Chết được. Chỉ có đấm chết luôn thôi chứ đã đâu mất máu đâu. Mày đấy, mày đấy. Đấy, châu phá chuỗi blue chip của tôi luôn. Thề. Ăn giọt chứ mấy. Trung giỏi thật, à châu giỏi thật, châu phá luôn blue chip, lại chơi tính toán vãi lìn. Châu kính quá. Phá thua cũng nói được. Đéo tin được. Ê, nước mắt của thằng Trung kìa. Quay lại nước mắt. Đàn ông không rơi từng đó. Thì cho nó đi. Cái lobby này chơi không đi nhau ông hiểu mày hiểu không? Lobby này chơi không đi nhau. Rồi sao? Rồi sao rồi đấy, anh em tính đường chơi ô láp ô lủng đi chứ mẹ. Để thằng này nó đẻ là khắp map, nó đẻ hết cái map luôn. Thấy không? Anh hiểu top 1 đi mấy thằng top dưới anh hiểu không? Tính hết. Rồi nó chuẩn bị đẻ hết cái map rồi đấy. Rồi Trung Bờ La nó đẻ đệ như vắt chanh rồi. Đẻ lại đẻ. Quit. Time to make an appearance. Anh luôn. Time to make an appearance. Lại không đẻ thì là cái gì? Gì chứ? Ôi, bài min ánh sáng rõ như ban ngày luôn. Ánh sáng gì điên à? Người ta chơi xạ thủ với cả hộ vệ này. Trung Vladimir thấy nhiều nhà tranh. Thôi bài này thôi xin cái top 8 ngồi nhìn anh em chơi học hỏi thôi. Tôi nhà gì này? Top 8 ông nào cũng top 8. Rõ ràng. Cái bài rừng mà toàn level 1. Nào ăn luôn à, chưa biết được. Bài này cứ đánh đi. Ủa? Tranh nhau mấy nhà rồi đây này. Ủa sao mình lại ăn được cái bài thắng hơn? Trời ơi, bài full 1 luôn đấy. Được đúng cái con sao mình đang chuỗi cơ. Đang mất chuỗi thua luôn. Tôi nói thiệt bài là chỉ có con event level 2 thôi đấy, còn full 1 này mà cũng ăn được, không hiểu. Vậy mà thua bài bạn ăn nhà top 1 hiểu. Thấy chưa? Đẳng cấp nó nhiều lúc nó lên tiếng ở những khoảnh khắc như thế không? Tức là ăn nhà top 1 chứ không có ăn mấy nhà khác. Ngó ăn gì ăn làm gì? Má ngó có cái bài nhi đầu tối chân đéo chịu được ạ. Thằng cùi ăn làm gì? Ăn là ăn top 1 thôi. Má toàn nhà level cao không có ngủ. Xong rồi còn lại gặp Khả Ngân rồi. Khóc quá. Khả Ngân ba bùng lòng tối ba lửa các kiểu nhiều kinh khủng quá chứ rồi. Thì đấy vừa ăn nhà Khả Ngân đấy đéo hiểu kiểu gì. Đó, đấy thằng Min nó vào đấm mình này. Đấy. Ba sáng lại mạnh ạ. Lại bảo không chơi sáng thì thấy bạn bắt sáng cái cao sáng ngay. Thôi mình nói luôn với các bạn là bài này mình hai pro. Hai pro này sáng á. Có nhỉ? Đấy hiệp thua thôi, sao ăn được mạnh. Ôi chịu. Nó vác bố tướng nhà nó ra nó bắt mình giết. À, bố tướng này. Bây giờ các nhà nhìn thấy các máu bốc này mình lại chẳng chuẩn bị Kindred xong rồi các kiểu bùa đỏ quỷ thư đâu. Chắc chắn rồi anh em ạ. Đấy, bài mình sinh ra không phải để chơi sáng các bạn thấy không? Bài mình sinh ra là nó vốn dĩ đã sẩm sỡ rồi. Ui. Nhưng vấn đề là con này của mình chả có tác dụng mẹ gì. Lại phải bán đi. 4 nước, 2 hậu vệ, 3 pháp sư cũng mạnh phết ăn. Thêm 3 độc. Ôi, sao nó lằng nhằng nhiều thể loại vậy. Nhiều quá nó không chơi được. Bạn thấy con này của mình vừa chết đầu tiên à? Con này của mình chết đầu tiên đó. Mình con Soraka mình để ở chết đầu tiên, để đây là chết đầu tiên rồi. Rồi má bài toàn găng thế này trời. Trung Vờ La định đánh Vờ La kìa. Mình chơi cái này các bạn này, nhưng mà nhiều quá, chắc là toang rồi. Chắc bỏ rồi. Bài toàn găng chứ gì trời. Mày toang à? Mày toang rồi. Đây. Tài nhìn chán luôn á. Nhưng mà chắc là mình vẫn phải chơi sáng thôi. Đây còn build là để mà chơi đã các bạn. Thằng Min nó chặn hết đường sống của người ta rồi. Min con có ra được con đánh sáng nào đâu. Mạnh vô địch rồi. Vừa roll vừa khóc, đỉnh thật Min đẳng cấp thật, vừa roll vừa khóc. Mất tợ thật. Không đối hiệp thở đéo được. Rồi. Lỡ rồi. Lỡ lên con mẹ rách hai rồi. Nhìn mạnh mèo, nhìn đội hình tim ánh sáng của nó kinh vãi nổi. Chịu nhá. Lỡ lên con mẹ rách hai rồi. Đang được bán rách, mẹ lên mẹ rách hai toang rồi. Cái nhà này 2 cát à? Băng giá cả bản đồ với em Châu, nhân đôi 2 con Nico ạ. Thì nó có được trường đao này, 1 DF này đúng không? Mình ra 1 DF. Con này luôn. Đây chơi con này luôn. Rồi test các bạn ơi, lại test. Test mà mình biết được nó yếu hay mạnh nhá. Nếu mà yếu thật thì làm sao? Sao chúng ta còn biết chứ? Test thật luôn. Như này đi. Cái này đây. Con này không lên được nữa. Đó, Min sáng này, Min sáng trưng rồi. Min sáng nhưng mà Min là Min lên level. Sáng kiểu lên level để bắt Yorick. Đấy. Mẹ đọc kỹ hết Min rồi, Min không muốn đánh nữa. Đề thề. Chán lắm. Biết rồi. Đúng là một người chơi vậy, từng 100 máu có khác. Thề. Còn nhau lắp 2 level 6 rồi nha. Lại lắp 2 level 6 thôi. Bà đấy Việt thắng. Lại bỏ game. Game này lại coi như bỏ các bạn ạ. Cái gì mà Olaf 2 Guyana. Mình đồng ý với comment của bạn Huy Quang Đỗ luôn nha, Huy Đỗ Quang luôn đấy. Có đấy em ạ. Có đấy. Này. Đấy, ok. Chip. Ôi anh Trung của BD không hỏi cái điều hiển nhiên vãi lìn. Nó trả lời vãi. Rồi chẳng lẽ mình lại chối. Ai bài chán. Thôi, cái gì đây cứ chán. Nè có mối Hyperro nó có một con ve cái con event đấy mà cũng ping cái con event đấy tí làm được cái gì. Ôi, lại vơn đấy á. Nó siết được tất cả các nhà còn lại trong bàn ông ơi. Ông đùa. Chọc đấy. Cái này nó là cái gì đây này? Cái này nó là cái gì? Thế thì làm sao mình ăn được đùa. Mẹ, what the fuck cái gì đây? Chơi bằng răng à? Con đã sớm là sao giếm? Nó sớt giết được cái gì này. Nhìn bài của Châu kinh quá. Con Na sớt đánh cũng mất máu. Con Na sớt quay vào. Ôi rồi anh đi test build lung tung mà em. Lung tung. Anh tôi lại lung tung rồi. Test build lung tung. Châu kinh quá. Kinh cái gì? Chẳng qua là không có đam chứ gì. Đó. À, con Yorick kia biến mất trong nửa giây ạ, vãi. Ủa sao mình lên top 1? Chả thế nữa, giết người ta rồi không top 1 thì làm gì? Sao mình lên top 1 nghe vui thế nhờ? Buồn vãi nồi ra. Chơi kiểu. Mày biết tại sao không? Thôi mất rồi. Biết tại sao Châu top 1 không kìa, giải thích cho Châu kìa. Ôi cái này thì chịu. Thật là anh chịu rồi. Anh Hiểu có biết không thì giải thích luôn đi kìa. Chứ em là em chịu rồi đấy. Anh cũng chịu rồi. Chỉ vì mình đâm đầu cái vòng nên mình không bắt được. Mình thấy không khá thích được quá. Với cả đã ăn cứt luôn. Được vậy. Chuẩn là được ăn ngạ, cả ngã ăn cứt em ơi. Thành cái lobby này về cơ bản là ngay từ đầu chúng ta thế hôm đầu kiểu gì cũng là được ăn cả ngã ăn cứt cả. Bi toàn pro. Hiệp thì nay search 3, do thám tử đẳng cấp cao. Bắt thêm bên, sẵn sàng tinh thần lên bên 3 ghép luôn. Bãi lìn. Để sẵn đấy thôi, cái đâu bán đi giờ ngay giờ mà. Người ta chuẩn bị tinh thần lên bên 3 rồi. Lây lan có rừng lại pháp sư, kết pháp sư mình biết. Tí nữa, 6 rồi xài. Mạch mèo này, mạch mèo 6 ánh sáng kinh khủng rồi này. Lại 6 ánh sáng. Gặp vệ trao kinh top 2 server rồi. Qua thật rồi. Trao kinh top 2. Mình top 1 à? Ngày quá nhờ. Rồi, thôi rồi, ông ngoài ô lắm 2 rồi. Anh lèn rồi. Ông ngoài bài vẽ tìm cuối luôn. Ô lát này. Trời huyết kiếm nữa. Đến vào ca là thua rồi anh em ạ. Trận này không ai nữa à, trận này chịu rồi, hèn như... Mà cái con này kinh quá à. Cái bài rồi chỉ tận dụng được lúc đầu thôi anh em ạ. Tí nữa bị người ta đấm bây giờ. Lại bị đấm. Cái bài rồi rõ ràng lúc đầu thôi còn gì nữa. Thằng Min hôm qua vừa cầm bài đấy về top 1. Top 2, mày. Top 2 thấy chưa? Nhưng mà bài tao hôm qua đánh cái trận đấy là bài rừng với cả mãnh thú mà. Bắt Mao Cai các bạn ơi, bắt Mao Cai tranh. Đây là rừng pháp sư nước, vãi đái bài này khỏe vãi cái lìn ra. Gặp bí ẩn mẹ đi luôn đúng không? Gặp bí ẩn là thua luôn. Thì gặp bí ẩn là thua, bài này là không có đam luôn đấy. Ba pháp sư là không thể nào đủ đam được chứ. Vấn đề là không có ai chơi bí ẩn cả. Tí nữa sẽ có. Giờ bắt bí ẩn bằng răng à? Đây, chào kinh đây. Rồi, 2 con 3. Warwick 3, top 1 đồ. Thôi chịu. Em 650 tiền. Rách cả mấy càng nhanh kia. Thôi, càng đánh càng nhanh ăn 2 tụng chết. 2 tụng kinh rẹt là chết. Không người biết từ sâu. Đấy rồi, bài trao kinh kìa. Đúng nguyên ngày luôn. Bài trao kinh quá. Khóc. Nè, đấm cho này, đấm một phát 13 máu. Còn về đó. Ra lên là về 3 các bạn. Đấy chốc á. Ấy chốt 3 thì nó phải đỏ lắm ấy, mình chơi mình xác định là mình chịu rồi đúng không? Ừ. Chịu luôn rồi. Chịu rồi đây, khó quá. Mà mình không có duyên chơi ánh sáng luôn nhá. Lúc đầu làm video toàn ánh sáng, về sau chơi toàn anh mà ông kia vô vậy. Anh Mạnh tự nhiên game đã khó rồi mời thêm ông Hiệp vào nữa. Mẹ người ta vào người ta ngồi trên đầu mình luôn. Chơi phải chấp nhận chơi cả thách thức các kiểu chứ mà anh từ hôm chơi lobby này có được top 1 đâu. Rồi muốn Hiệp muốn. Nó anh hiệp đi mọi người. Nó chính là thách thức luôn đấy, nó chính là thách thức của mày luôn đấy các bạn ạ. À. Này nhìn con Mataha kìa, nhìn con Mataha của thằng Trung Vladimir kìa. Nhìn em lại. Ôi nó lại có một cái xẻng nữa kìa. Biết ngay mà nó có một cái xẻng nữa rồi mọi người ơi. Cần đồ yếu à? Nghĩ có xẻng nó thì nghĩ được rồi. Roll con Jack thì roll level 5 hay level 6. Sao mình cũng biết. Làm thử. Nếu roll không ra thì chứng tỏ là mình roll ở sai level nhé. Đó, level này các bạn không phải roll Jack rồi các bạn ạ. Rồi, ô lắm 2. Mãi nồi. Ô lắm 2 lâu rồi mày. Đấy. Rồi sao ngăn con ô lắm ở đây? Rồi, ô lắm 2 thì lâu rồi má ơi. Á, bài sáng của mình tắt như mẹ. Đèn đêm đông rồi các bạn ơi. Chịu rồi đấy. Bây giờ. Ô lắm chịu ra. Rồi. Má, vấn đề của Trung La bây giờ là mà khóc xong rồi đấm vào mồm người ta này có ăn được lúc người ta cất đi chết rồi các bạn Hiệp ốp chết ngay lúc đấy kẻ level 5 à chết rồi thanh niên kia là cái đàn hôm qua bị 90 máu đấm chết kìa nhớ không thanh niên Olaf ấy nhớ Olaf 2 ấy nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu. Phải đam phụ thôi, con này bây giờ không thèm bắt luôn, ra mình không thèm bắt luôn. Đánh phần rác rưởi các bạn ạ. Con này có vẻ khỏe hơn này con này, ăn xóa. Rồi anh em ơi. Stack phải cho cầm lắp máu mới chuẩn. À, mình build. Hình như gặp một cái nhà này thì mình không sợ lắm rồi này. Mẹ đấy. Ôi, cái này có máu mũi luôn. Rồi, hai cái brain. Đồ ăn nào thì ai cũng muốn thôi. Hai coi. Ui, đánh nhanh tí. Sao bị chậm lại nhở? Đánh chậm vãi nồi. Rõ ràng một đồng ánh sáng chết rồi các bạn. Trời ơi, chúng nó đẻ kìa. Top 1 thách đấu season 2 sang season 2 toang quá không? Bạn ấy game trước comeback vãi nồi đấy, từ top 7 comeback phát lên top 3 đấy. Bạn ấy hơi bị cân á. Bạn ấy là đánh kiểu các bạn ăn nhau về cuối. Không như kiểu mấy cái anh em bọn mình chơi kiểu chân xương thôi. Chơi kiểu lúc nào hay lúc đấy. Đấy, quế ơi bin đấy cô ba chị. Ba con quái vật ba. Ba con này regame đéo thể giết được luôn không. Mà lại còn có cái quỷ thư nữa thôi, để chống mình nữa tao ăn thế nào được. Thôi bớt khắp hộ. Quỷ thư đi. Thôi nghỉ. Thư đi mọi người ơi. Mọi người ơi. Game mới đi. Quyết được chưa? À, tao đầu hàng rồi này mạnh mẽ. Ấn hết luôn đi mày, ấn được rồi. Ấn hết đi. Má à, toàn bé khóc. Kích gì kích ấn hết đi. Không phải là một kích kiểu khác chứ. Kích ấn hết đi. Đây rồi gặp cả quế bên chịu. Quỷ thư đã chịu. Nhìn chung vừa la vừa đánh vừa khóc, vừa giết mình vừa khóc. Bom. Em giết anh đấy, vâng. Ôi, rắc con nát tư là ai đuổi trời. Trời ơi, rắc 1, trời ơi, à rắc 2, trời ơi. Tí nữa bọn nó hai skill là mình chết. Sao? Sao mình vẫn đầu bảng được ta? Đó. Trong khi chơi thì không ai để ý đến cái thằng đầu bảng. Ôi, sao mình vẫn đầu bảng được? À, nói nghe ghét vãi liền luôn đấy. Vẫn bị quấy đập mà mình vẫn đầu bảng được, thế là thấy đéo nào ta. Ấy quả khét lẹt. Sao mình vẫn đầu bảng được mà nghe. Mạnh nó lấy con dép rồi kìa anh em ơi. Ôi lấy con dép phải bán đi được 5 đầu. Ôi Mạnh nhặt được. Nó hiểu hiệp vào gáy đúng kiểu ơ thằng Mạnh nhặt được 5 tiền rồi kìa. Easy game vãi lìn. Thôi hai roll lên là con này nữa. Con này 1 2 này. Nhà mi nó không thèm roll jack đâu, nó chỉ lấy jack 2 thôi, nó lên nữa. Mấy con đắt tiền à. Đây là bắt cho cái tạng con này đi. Ba pháp sư vẫn xài tạng. Rồi cũng chả có nhà nào tranh của mình. Thích thì mình roll. Cái tranh của anh Mạnh thì anh Mạnh top 1 rồi đấy mọi người. Chả ai thèm tranh mình còn không về được đến đích, bó tay, chịu. Trong khi thằng Trung nó nằm sẵn ở đích nó vẫn ăn vạ. Bạn ơi. Anh nằm sẵn ở đích rồi. Ôi lại gặp bố trẻ lắm hay sao gặp hoài vậy? Bố trẻ lắm hai này hoài thôi. Nhà này mà có chỉ thư ở chắc mình nhắn tin. Tôi toang rồi, cái này mình tên là 5.1 và mình chết. Mày cô thương cô cho sống đến 5.1 là Mạnh lắm rồi. Là coi như qua được round chim là Mạnh nó thật là mãn nguyện rồi. Chịu. Này đúng là bết. Hai cái mồi nhử thôi. Mấy con rừng này yếu thật đấy. Châu chuẩn bị 5 con 3 sao kìa, anh biết mà. Vladimir sắp 5 rồi này, à 3 rồi này, rồi Sipra sắp 3. Tillet 3 nữa. Mẹ đau Tillet chưa được level 2. À, tổng cộng nó có 7 con 3 sao, bài này là bài 2 pro 7 con của Châu. Đấy, cái tội khóc gặt mẹ luôn. Ôi hai nhà. Châu đâu, bài Châu có Mao Cai kinh lắm. Có Mao Cai mỗi gặt tay. Không thể chết. Đánh này, đánh không vào máu. Lại ra phần chung rồi. Đỉnh thật sự. Đã đi bia đánh đợt. Rồi, thôi cô không cho sống 5.1 rồi. À may quá. Vẫn cho sống 5.1. Bài này cùi lắm mà ta. Là lạ vậy. Ủa ông ơi. Cùi. Ui. Ông đẩy toàn level 3, ông đập vào 1. Ui ư. Con này bán nốt này. Khá ngang rồi đấy. Còn bán luôn. Châu đang là mạnh nhất. Ông nó này. Cái gì đó. Sắp xuống rồi. Anh bên Kiên Vũ kia có vẻ cay nhờ. Khóc ông. Cay không? Rồi, ok. Cảm ơn ông nhá. Bài rừng này chắc không nên xài con live lăng rừng đâu nhỉ? Đồng góp 1 view mình nãy giờ vẫn ngồi. Nó ra con live lăng rừng đâu có hay đâu. Bạn mới là người khóc nhiều đấy. Anh mạnh em vào 6 40 tiền. 40 tiền. Trung ơi. Lắc rừng hả Châu? Lắc rừng cũng không ngon. Lắc nước mới ngon. Lắc nước mới ngon. Dù sao thì cũng cảm ơn bạn Kiên Vũ nhá. Bây giờ bạn đồng góp lắc nước hoặc lắc gió thôi. Cái này lắc nước lắc gió. Cảm ơn bạn luôn đấy. Hy vọng là bạn tiếp tục ngồi chê mình thêm vài câu nữa. Anh nói ngu vờ lờ, anh cứ chửi thế dễ vãi nồi ra. Vãi nồi ra cái cấm đánh làm gì đấy? Em chửi mình tới rồi chứ à? Đỉnh luôn đấy. Đấy, cấm đánh không biết để làm cái gì luôn đấy. Chả hiểu ra này nữa làm gì. Rồi, hai pro nó không ra nữa là toang rồi. Cái cuối này nha các bạn ơi. Lần này là lần cuối đấy. Rồi. Rồi, lên thôi. Anh quên. Cấm đánh cho con nào đấy ta? Bla. Rồi, lên chết thôi các bạn ơi. Thôi không ra được rồi. Ủa, trời. Mà đổi lên cái này ghép cho con ấy chốc bởi vì nó sắp lên 3 nhưng mà thua rồi. Quần người. À, nó đứng nó phải nổi quá. Không lắp được. Con này thì mình cũng cho cầm Chung nó đấm không hụt phát nào đấy này. Sẽ đào Chung đây, Chung level 8 50 tiền. Ok. Cảm ơn nhá. Đó đây nó đang chấp con giết giáp thiên thần như truyền trục tội trong này thấy không? Giáp thiên thần của với lại bút rồng ở trong này nó đang chấp mà còn thua thế này. Ui. Cảm ơn các bạn nha, cảm ơn các bạn góp cho một video. Nó chấp luôn mà còn thua đây này. Ủa anh Ron không ra gì rồi mà Trung vẫn khóc. Em đâu có khóc đâu. À trời chấp tướng ở trong luôn mà còn thua nữa, chịu. Em vẫn rất là vui vẻ với mọi người đừng như thế với em buồn chứ. Một con này. À. Cho bố trẻ để cầm đồ đấy. Gặp top 1 thôi luôn. Đã bảo với các bạn rất nhiều rồi. Đàn ông con trai không thể thiếu được cái đấy. Cái thứ L mà các bạn vừa văng ra ấy, đó là một thứ không thể thiếu được. Ôi gặp nhà Châu Kinh. Ôi gặp nhà Châu Kinh chịu rồi đấy. Mình thích được so sánh với cái hình tượng như thế. Gặp nhà Châu Kinh đúng chịu luôn này. Tôi gặp ông gặp bà Khả Hân này tôi qua với này. Ra cho con này nếu như mà đường câu này nó ra được cái đồ mình cần qua rồi. Người ta khỏe quá, người ta chơi hyperon hát à, người ta chơi lên level hát quá. Mình hyperon không ra thì mình phải chấp nhận thôi, buồn rồi, buồn lắm luôn ấy. Mình cũng muốn đi tiếp lắm chứ. Số phận dừng lại ở đây rồi. Chung nó chơi nó toàn nó chấp với con Z mẹ Z tinh thần với lại vút rồng ở trong kìa. Khinh thường anh em kìa thấy không? Má bài nó khỏe quá mà biết sao giờ. Nó để sẵn một con Z đấy là con Z đầy đấy. Con Z đấy là con Z pháp sư tỷ bóng ấy. Anh em chuẩn bị nhặt con Z nhặt đồ pháp sư gấp nha, cho nó nhặt mà thua đấy. Thằng Ngân là con gái đấy các bạn ạ. Thằng Ngân là con gái đấy. Anh em chuẩn bị nha, nhặt Z pháp sư nhau thôi là thua đấy. Nhặt pháp sư đi. Đấu 1.000 điểm đấy. Có đồ pháp sư là nhặt gấp đi. À các bạn, đừng nghĩ là con gái đơn giản các bạn ơi. Lần trước mình bạn động thách đấu 1.200 điểm. Ôi con Soraka mẹ bắt đạo vậy. Thôi thua. Quả được đấy. Có bí ẩn rồi Châu ơi. Đã có bí ẩn một tí rồi. Soraka lên, chịu rồi. Hay quá. Rồi ra xuất quỷ thư nữa. Con Nasuất này bất tử vãi nồi, từ đầu giờ thấy khó thiết vậy. Chịu. Mày thế đập trâu mà giáp máu bốc luôn, lên rất đẹp quá. Lên mũ pháp sư gấp nha. Z kìa. Mũ pháp sư Z dụng kìa. Cộng 1 slot là Trung cũng về đích rồi còn gì nữa. Không được, không cho Trung lượm được. Thấy chưa? Không cho Trung lượm được. Cho Trung lượm là thua. Không nên. Không nên đấy em ơi, cho Trung lượm là thua đấy. Trung chỉ thật lắm, tới này Trung lắp full đồ rồi, Trung lắp. Ê, nhưng mà ví dụ em cho con Z cầm 3 đồ. Không chỉ đánh sáng được, chỉ đánh sáng là phải có một cái xẻng ánh sáng các bạn hiểu không? Đơn giản là thế thôi, hoặc là lên level kiểu gì cũng phải có xẻng ánh sáng. Sao mà chỉ đánh sáng được? Nên nhiều không thể. À thật chứ? À mày qua không tao là Trung giết hết. Mày là lấy cái đấy, mày là lấy cái đấy nó vứt Z vào là chết hết. Ôi nó lắc bóng tối rồi kìa bà con, 4 bóng tối kìa. Sao lúc nào nó cũng được lắc bóng tối thế? Ừ nó hay lắm, nó chuyên gia được lắc luôn đấy. Đấy là kiểu gì ấy? Lúc nào cũng vậy. Vào nhiều lúc cũng vui, buổi livestream của mình có nhiều màu hơn. Ai gặp bóng của ông nào mà đánh chật vật quá này. Mà Trung Bla nó chấp con Z nó vẫn thắng được. À vào rồi à? Z đã vào đâu? À đây Z vào rồi. Z đang phân bóng cái này. Mà Nasuất này sao chơi? Không giết được rồi, không giết được rồi, không giết được rồi, không giết được rồi. Thôi rồi. Ông giết được, ông giết được, ông giết được. Giết được. Tưởng quá là chết. Trung gặp Min thắng 2 lần rồi nha. Cay chửi gay. Cay mà. Rồi đùa. Hay, nói chung là mình phải thả tim cho bạn. Cảm ơn bạn nha. Cái thứ hai nữa là thôi gặp Trung chịu. Mai là anh Châu bằng kè luôn. Bằng kè rồi làm cái gì? Bằng kè rồi lấy cái đam mà đâu là giết. Vàng mà không có đam. Đấy con bờ đây nó chọi kìa. Đam mà vẫn giết được em thì chịu. Đấy cứ một lần nó chọi 2 cục, nằm lăn ra chết. Đấy nó thắng rồi mà nó còn khóc nữa kìa. Thắng đâu, thắng đâu, thắng đâu. À nó lấm mà ăn như chó luôn nó còn khóc. Ôi 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 lại đấm, lại đấm. Ôi anh nói thế thì chịu, anh nói thế thì ừ. Rồi ôi ra cái đồ mẹ như cắn vào đít nhau thế này. À, thế thì coi như là em đang mạnh đi, ok chấp nhận vậy. The ocean will sweep them away. À, giết hai. Xét lên bỏ bí ẩn vô không ta? Bỏ Janna gì nhỉ? Cái này top 5 đi ăn nhầm đi làm lý luôn. Ừ Nico. Đỡ quá. Kiếm thêm con này đỡ quá. Hiệp nha. Hiệp ánh sáng bóng tối đầy đủ nha. Ai mà khu kiếm khách. Ôi bài chuẩn. Bài hiệp chuẩn nha, bài hiệp chuẩn nha. Chuẩn nãy giờ rồi, anh không chú ý thôi chứ. Con Z là con 5 tiền thì cho vào thôi đúng không Hiệp? Đúng rồi, Z là con 5 tiền cho vào thôi. Bán ven. Lắp đồ cho ai? Uống Đao Guso cái này chắc lắp cho Master Yi là đẹp. Chuẩn luôn đấy. Đúng rồi Minh Tuấn ạ. Phải nồi gặp Hiệp. Đã có bí ẩn rồi, mấy bí ẩn đây. Bí ẩn rồi. Vãi nồi Z2 kiếm cát. Vãi nồi, thôi chịu rồi đấy. Cầm đánh nó, cầm đánh nó. Vãi này không cầm đánh từ đâu ra vậy? Cấm đánh là hồi nãy đồ nó rớt. Đồ nó không có cái gì thì ghép cấm đánh rồi chứ sao. Chia tay hiệp. Z kiếm khách với chúng tôi này. Có Z ánh sáng nhờ. Ôi cái 52 này. Được. Được. Con 52 mà cầm đồ có xin ra vui không ta? Ông hiệp ôm con Z2 của mình rồi, không mình lên Z2 mình win 4. Toàn là nhà phép không, Z bút rồi. Này, anh có thể lấy được cái con Z kia của em ấy, từ lâu rồi. Cái con Z không phải, cái con Z ngục gì của em ấy. Anh ê, con Nami cầm đồ này ngon không anh em? Con Nami như vậy vui không? Được, Nami khỏe mà, em chơi rồi. Nami hôm bữa em lên tốc độ đánh cơ, hơi bị ghê. Thì đây tốc đánh đấy. Ừ, không, vô cực luôn cơ, hôm bữa em chơi vui lắm. Mà gặp nhà độc này thì không biết nha. 4 nước mẹ. Sáng mình nghỉ được quá, đang cũng tuổi cao rồi. Mình định tạo ra một đống test, nhưng mà cũng có test chính nó bị cầm đánh ngay từ đầu. Vừa mà bắt cầm đánh nó vào mồm luôn. Thật ra là có thể lấy con triệu hồi nữa cũng được. Lấy con triệu hồi bóng tối mang ra hạ cũng được. Không phải là ai đâu phải đâu. Không phải là ai chứ. Nhà trao kinh cuối cùng lại thở được cái này. Không phải là hạt đồ. Đồ mệt vãi nổi ra. Nè giờ lúc nãy nó ra cái giáp kháng phép, cái rau chim thì ghép gì, ghép công đánh vào la thì ghép cái gì giờ. Ủa đội rừng này cũng được phết nhỉ. Được mà. Được đấy, được mà. Đồ hơi lởm. Ván này đồ đúng lởm luôn đấy. Có con mao cai thế là được rồi. Được đấy. Con mao cai lại vào đấy nó gánh cho bao nhiêu. À không lên được cái xin ra ba. Phải xài xin, phải xài 50 bán, xài 50 nè. Giờ canh nhét bí ẩn thật. Châu ơi, ông vừa bảo bài này yếu lắm. Gì vào các nhà, gì vào các nhà. À, một cái nó có một cái luôn. Điểm hết rồi rồi. Đó luôn. Và phát là hốt top 1 của sòng luôn, có cho ai chơi đâu. Thôi. Cái này là hên ra được 52, còn đỡ hơn thanh niên top 100 máu.